Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với trạm channel của airshop.vn. Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cài đặt Tune Store 2 lên iPhone, nhưng lần này nó đơn giản hơn rất nhiều bằng cái ứng dụng Tune Installer. Thì với ứng dụng này, các bạn không cần phải quan tâm đến iPhone của bạn là iPhone mấy và đang sử dụng cái CPU gì, chỉ cần biết iPhone của bạn đang chạy trong phiên bản từ 14.0 cho đến 16.6.1 là được. Thì trước khi tiến hành vào cài đặt thì mình sẽ nói lại một lần nữa cho các bạn còn đang thắc mắc cái Tune Store là gì. Thì Tune Store là một công cụ giúp các bạn có thể cài đặt được cái ứng dụng bên ngoài App Store từ bên thứ ba dưới dạng tập tin IPA lên iPhone của bạn vĩnh viễn mà không cần phải đăng ký chứng chỉ. Ngoài ra nó còn có thể cài đặt được cái ứng dụng có thể xâm nhập được sâu hơn vào trong hệ thống, như là các ứng dụng ghi âm cuộc gọi, quản lý file, hay là ẩn iCloud, hay là sửa đổi phông chữ, hay là cái giao diện của máy. Chính vì nó có thể xâm nhập được một phần vào trong hệ thống nên là các bạn phải chú ý là cái nguồn tải file IPA của bạn phải đảm bảo an toàn. Các bạn phải kiểm tra nó trước khi cài đặt, nếu không thì nó có thể ăn cắp được các thông tin của trong máy của các bạn. Để cài đặt, đầu tiên các bạn sử dụng Safari và truy cập vào trang chủ của Tune Store theo đường link mình để trên màn hình và tạo cho mình cái ứng dụng Tune Installer về iPhone của các bạn. Các bạn nhấp vào đây để tải về này, tuneinstaller.ipa. Các bạn sẽ sử dụng các công cụ như là Scaled, Async hay là Silently hay là BioUtu gì đó để cài đặt cái file IPA lên iPhone các bạn ha. Cái cách cài file IPA này mình đã làm một cái video hướng dẫn trên kênh của mình rồi, các bạn có thể vào đó để xem lại hướng dẫn ha. Ở đây mình sẽ sử dụng Async để cài cái file IPA này. Và mình sẽ mở Async lên để cài. Vậy, nhập cái file. Đây, cái file Tune Installer này về. Rồi nhập. Sau khi cài xong, các bạn mở cái ứng dụng Tune Installer này lên. Thì đây là cái giao diện chính của cái ứng dụng này và nó có cái chữ Tune Tune Store ở đây. Các bạn nhấp vào đấy về để cài đặt cái Tune Store ha. Nó sẽ hỏi bạn chọn một cái ứng dụng của hệ thống, các bạn sẽ chọn cho mình cái ứng dụng tip ha. Rồi, nó báo Tune thành công rồi này. Rồi, các bạn thoát ra để kiểm tra. Đó, cái Tune Store đấy được cài thành công. Tương tự như cái iPhone 12 này, mình cũng đã cài sẵn cái ứng dụng Tune Installer này rồi. Các bạn mở lên và bấm Tune Tune Store thôi. Thì trong hầu hết tất cả các trường hợp các bạn cài đặt ấy, thì các bạn chỉ cần bấm Tune và chọn cái ứng dụng tiếp là nó sẽ cài đặt thành công cái ứng dụng Store luôn. Còn cái trường hợp, có một cái trường hợp thứ hai là trường hợp cài đặt gián tiếp, thì các bạn ấn Tune Tune Store xong các bạn chọn tiếp thì cái Tune Store này nó chưa được cài đặt đâu, thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng mẹo lên và nó sẽ có cái dòng là Tune Tune Store ngay ở đây này. Các bạn bấm vào đó để cài đặt cái Tune Store ha. Đó, như mình cài đặt xong rồi, mở lên mà coi thử ha. Đó, như vậy là mình đã cài thành công. Cực kỳ đơn giản luôn, chỉ mất vài giây là có thể cài xong cái Tune Store này rồi. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cài đặt Tune Store 2 bằng cái ứng dụng Tune Installer này rồi. Nếu các bạn thấy hay và bớt thì cho mình xin một like và một subscribe kênh ha. Xin chào và tạm biệt các bạn.